Chị Linh Nhi mến chào tất cả các bạn yêu quý các em ơi. Ngày hôm nay thì chị Linh Nhi sẽ tiếp tục tô màu tranh cá cho các em xem nha. Và ở đây chị Linh Nhi có rất là nhiều màu cát luôn nè. Đầu tiên là màu cát kim tuyến. Thứ hai chị có màu cát màu đỏ tươi nha các em. Và thứ ba đó chính là cát màu cam. Cát màu vàng, cát màu hồng, màu xanh dương, màu xanh lá nhạt, màu xanh lá đậm, màu tím và màu đen để tô đường viền nữa nha các em. Rồi bây giờ chị Linh Nhi sẽ bắt đầu tô màu cho các em xem nha. Bạn nhỏ nào mà thích tô màu tranh cát thì các em hãy đăng ký vào kênh Rainbow Candy và chọn biểu tượng chuông. Khi các em chọn biểu tượng chuông thì chị Linh Nhi ra bất cứ video nào, các em lập tức nhận được thông báo và có thể là xem video của chị Linh Nhi một cách sớm nhất nha. Còn bạn nhỏ nào muốn yêu cầu chị Linh Nhi tô cái hình nào thì các em hãy để lại lời bình luận ở phần bên dưới. Chị Linh Nhi sẽ đọc và làm theo lời yêu cầu của các em nha. Các bạn nhỏ của chị Linh Nhi ơi, các em có thích chơi thử thách không? Bây giờ chị Linh Nhi sẽ đưa cho các em một thử thách nho nhỏ. Trong vòng 5 giây các em hãy kéo xuống và like cho video này nha. Bây giờ chị Linh Nhi bắt đầu đếm nha. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Các bạn nhỏ nào đã hoàn thành xong thử thách của chị Linh Nhi thì hãy để lại lời bình luận ở phần bên dưới nha. Sau khi mà chị Linh Nhi đã lột viền xong cái hình ngựa unicorn thì bây giờ chị Linh Nhi sẽ đổ cát màu đen lên để tô cái đường viền nha các em. Rồi bây giờ chú ngựa unicorn của chúng ta rất là rõ nét luôn ha. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu tô những cái chi tiết bên trong của chú ngựa nhé. Thank you.
xong thì chị Linh Nhi sẽ chọn cát màu xanh dương để tô nền nha các em. Chị rất thích tô màu kim tuyến, tại vì tranh cát mà chúng ta tô màu kim tuyến các em thì cái cát của nó rất là mịn và kim tuyến thì lấp lánh rất là xinh luôn ha. Lần sau thì chị Linh Nhi sẽ tô những cái màu kim tuyến khác, giống như là màu bạc nè, màu hồng, màu xanh lá. Chị Linh Nhi có rất là nhiều màu kim tuyến luôn đó các em. Lần sau chị sẽ thử tô một cái bức tranh cát toàn là màu kim tuyến. Wow, chị nghĩ là bức tranh đó sẽ rất là đẹp. Bạn nhỏ nào mà đồng ý với ý kiến của chị Linh Nhi thì các em hãy để lại là bình luận nha. Wow, các em ơi, các bạn nhỏ của chị Linh Nhi ơi, cuối cùng thì chị Linh Nhi cũng đã hoàn thành xong bức tranh cát hình chú ngựa unicorn màu hồng rồi nè. Các em thấy có đẹp không? Nếu các em thích bức tranh này của chị, đừng quên cho chị Linh Nhi một like, một share và một đăng ký nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các em vào những video sau. Bye bye.